Việc miễn giảm vé xe nêu trên được thực hiện từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 6. Những năm trước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đại học, cao đẳng, Đồng Nai đã thực hiện miễn vé xe buýt cho thí sinh. Tuy nhiên, đây là năm đầu tiên tỉnh giảm 50% vé xe tại các tuyến cố định. Điều kiện để được miễn giảm vé xe là học sinh phải xuất trình các giấy tờ chứng minh mình là thí sinh tham gia kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017. Nhằm giúp thí sinh nắm bắt chủ trương trên, Trung tâm Vận tải Công cộng tỉnh Đồng Nai sẽ dán thông báo miễn giảm vé xe tại các trục đường lớn, bến xe, điểm dừng xe buýt, chỉ đạo các đơn vị vận tải bố trí xe dự phòng sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại của thí sinh, ưu tiên bố trí cho thí sinh được đi các chuyến xe đầu tiên. Ngoài ra, trung tâm sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý đơn vị vận tải cố ý không miễn giảm tiền vé.